cô gái miền Tây được mẹ tặng 1.050 lượng vàng, 9,9 tỷ đồng làm của hồi môn. Mới đây, cư dân mạng xã hội trầm trồ chuyện chủ một tiệm vàng ở thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp chuẩn bị 1.050 lượng vàng và 9,9 tỷ đồng làm của hồi môn cho con gái lấy chồng. Cô dâu miền Tây nhận của hồi môn y khủng e đoạn clip ngắn về việc cho của hồi môn y nhiều chưa từng thấy ở miền Tây, ở trong một đám hỏi của con chủ tiệm vàng lớn tại thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, gây bão trên mạng xã hội. Tổng giá trị của hồi môn của gia đình cho cô dâu trị giá cả trăm tỷ đồng. Đoạn clip đã nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận xin vía cô dâu. Cô dâu Minh Thư và chú rể hoàn hảo ngày hạnh phúc. Cô dâu đeo rất nhiều vàng trong đám hỏi theo đoạn clip do cô dâu Minh Thư đăng tải, hình ảnh trong phần nghi lễ của đám hỏi. Có bốn thanh niên khiêng mâm của hồi môn khá nặng được phủ kín bằng vải đỏ tiến vào bàn lễ trước sự tò mò của gia đình hai họ. Lúc này MC lễ hỏi tiết lộ, ba mẹ cô dâu chuẩn bị của hồi môn rất kỹ cho con. Ở đây em được mẹ cô dâu nhắn nhủ. Tiền mặt sẽ là 9,9 tỷ đồng, 50 lượng vàng và tặng cho chú rể một nhẫn hộp xoàn cỡ bự. Choáng vơ y hơn 1.000 cây vàng ngư y mẹ tạ nờ dê của hồi môn cho con gái, nhiều cư dân mạng cũng choáng váng trước số tiền mặt 9 tỷ đồng được xếp đầy trên mâm và các khay đựng vàng gồm áo giáp vàng, kiền cổ vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng hình hoa mai. Trâm cài tóc bằng vàng, trong lễ ăn hỏi mẹ cô dâu Minh Thư hỗ trợ con gái mang chiếc áo giáp vàng. Trên bàn là 9,9 tỷ đồng và rất nhiều vàng của gia đình hai bên tặng cho cô dâu. Chú rể chưa dừng lại, mẹ cô dâu bất ngờ tuyên bố sắp tới sẽ tặng thêm cho vợ chồng con cô dâu thêm 1.000 lượng vàng làm vốn. Sự hào phóng của người mẹ khiến ai có mặt trong lễ hỏi cũng phải ồ lên vì độ khủng của số quà hồi môn của ba mẹ cô dâu dành cho con gái. Theo đó, cô dâu và chú rể được hỗ trợ đeo vàng do ba mẹ và người thân hai bên trao tặng. Cô dâu ngoài đeo 50 lượng vàng của ba mẹ ruột cho, còn đeo số lượng khá nhiều cưới của ba mẹ chồng cho. Clip nhận được rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Ai cũng khen ngợi cô dâu chú rể đẹp đôi và ba mẹ cô dâu thương yêu con gái hết mực. Ba mẹ ruột của cô dâu Minh Thư trẻ trung khi chụp hình cùng con gái tài khoản THTT bình luận, mẹ là số 1 luôn nè, có mẹ là có tất cả nha. Không ai thương con bằng mẹ. Tài khoản NL cho biết, thật ngưỡng mộ, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc viên mãn. Cho em xin vía để có được ba mẹ chồng giống ba mẹ chị. Của cải không mang theo được. Tìm hiểu của phóng viên thanh niên, cô dâu trong clip nói trên là Minh Thư, 22 tuổi, còn chú rể hoàn hảo, kỹ sư. Quê thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai tiến tới đám hỏi sau nhiều tháng tìm hiểu, yêu nhau. Còn cha mẹ cô dâu là chủ tiệm vàng lớn tại khu vực chợ thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình cô dâu không ngại chia sẻ về đám cưới của con gái trên mạng xã hội vì đó là niềm vui, hạnh phúc và kỷ niệm của gia đình. Clip được quay trong lễ hỏi của cô dâu sáng ngày 27 tháng 10. Theo bà Nguyễn Thụy Vân Khánh, mẹ của Minh Thư, gia đình bà có hai con gái, trong đó Minh Thư là con gái lớn cũng theo nghề kinh doanh vàng bạc của gia đình. Bà Khánh cho biết, vợ chồng bà đặt chuyện tình cảm gia đình lên trên hết, đặc biệt là tình yêu thương dành cho hai cô con gái. Với quan niệm tài sản của vợ chồng làm ra thì sau này cũng thuộc về con cái, nên vợ chồng bà không ngại tặng của hồi môn lớn cho con gái để làm ăn. Cô dâu Minh Thư được tặng rất nhiều vàng trong ngày đám hỏi, trong số 50 lượng vàng gồm nhiều món nữ trang cho con gái được bà Khánh lên ý tưởng thiết kế rồi thuê thợ chế tác tỉ mỉ để tặng con ngày cưới. Số vàng nữ trang tặng cô dâu có nhiều món như áo giáp vàng, kiền cổ, kiền đeo tay, nhẫn vàng hoa mai lớn, trâm cài tóc, tất cả đều được chạm khắc rất tinh xảo, công phu. Trong đó, nổi bật là bộ áo giáp vàng nặng khoảng 1kg vàng được chạm khắc kết nối bằng nhiều hoa hồng, cặp lông, phụng. Tổng tiền công chế tác cho các món trang sức vàng nêu trên khoảng 500 triệu đồng. Bà Khánh cho biết thêm, đời quan niệm của vợ chồng tôi là của cải làm ra bao nhiêu lúc mất cũng sẽ không mang theo được. Kinh doanh kiếm tiền cũng là vì muốn con cái có cuộc sống tốt, hạnh phúc nên tặng vốn cho con khá để có làm vốn. Sau này lớn tuổi vợ chồng tôi chỉ cần số ít tài sản hai vợ chồng đủ sống là được. Tôi hứa sẽ cho 1.000 lượng vàng thì sắp tới vàng lên giá đến 150 triệu đồng một lượng cũng tặng cho con. Theo chia sẻ của Minh Thư, lễ vu quy sẽ được tổ chức hôm nay ngày 30 tháng 10 tại một khách sạn 5 sao ở Phú Quốc.
Còn lễ tân hôn dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 11 tới. Bộ ảnh cưới của Minh Thư và chồng do nhiếp ảnh của Trung Quốc chụp và cả hai vợ chồng bay sang Trung Quốc để chụp ảnh cưới. Chi phí chụp ảnh cưới tại Trung Quốc hơn 300 triệu đồng. Cô dâu Minh Thư cho biết, số vàng hồi môn của ba mẹ ruột và ba mẹ chồng tặng trong ngày đám hỏi khá nhiều nên bản thân đeo nặng. Sau khi tháo vàng ra thì rất mỏi cổ và mỏi hai tay, nhưng thấy rất vui vì được ba mẹ hai bên yêu thương.